Trong bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay thuận lợi, sẽ luôn gìn giữ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và truyền thống thiêng liêng của dân tộc vì sự phát triển lớn mạnh, toàn diện và bền vững của đất nước ta. Chủ tịch nước sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, tiếp tục cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, quan tâm thường xuyên, sâu sắc và hiệu quả đối với việc xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, luôn giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân và sẵn sàng bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc ta. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, với khả năng lây lan mạnh của biến thể Delta, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm tin vào sức mạnh riêng hồng của dân tộc ta, tinh thần đoàn kết vô địch của nhân dân ta, niềm tin vào quyết tâm của chính phủ, của tất cả chúng ta về một Việt Nam tất thắng trong việc kiểm soát đẩy lùi đại dịch COVID-19, để Việt Nam tiếp tục làm nên những mốc son phát triển mới.